Chưa chạm nhưng mà mình đã dừng lên được rồi. Làm phát đấy nhỉ? Thử đi. Cố gắng nào. Trượt rồi, trượt rồi. Nhức thế. Làm một phát thôi mà nhức hết cả chân anh em ạ. Đứng lên được rồi thì nhưng mà nó chưa chạm hai chân, nhưng mà như thế là được rồi đấy anh em. Như quả đấy là 90%, coi như là quả đấy 90%. Đứng lên rồi nhưng mà nó hai tay chưa chạm vào nhau, nhưng mà mình đứng lên nhưng mà mình vẫn giữ được, được 90%, coi như thế đi. À. Hmm.